Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc Gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2021 Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý bước sang tuần mới này đang có được cát tinh trợ mệnh, công việc của bạn tiến triển khá tốt đẹp với bạn tuổi tí trong tuần này được vận quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ được bước đường của mình cần phải đi, không quản trần trừ do dự để mất mất cơ hội ở trước mắt mình. Bản mệnh tuổi tí biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không quản ngại gian khổ, khó khăn có thể sẽ phải gặp. Bạn tuổi tí kiên trì về bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc, thành công sẽ sớm đến với bạn mà thôi con đường tài lộc của bạn tuổi tí trong tuần mới này lại đang có điểm báo không được vượng cho lắm. Đầu tuần với bạn tuổi tí rất dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng. À, thế nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm giúp gia tăng nguồn thu nhập cho bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi tí, bạn đang có hung vận điêu bám cho nên mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt và bạn tuổi tý không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn ở bên bạn thêm nữa tình yêu cũng cần phải vun đắp từ hai phía hai phía thì mới có thể bền chặt được Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 xem vận trình của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này bạn đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong chuyện tình cảm bạn mệnh tuổi Sửu cần phải bình tĩnh chớ nên bốc đồng hấp tấp mà đưa ra nhiều quyết định sai lầm ảnh hưởng tới quãng đường về sau này điểm sáng duy nhất của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này là con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được dấu hiệu tăng tín rõ rệt bạn tuổi sửu có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới dần lên thành công nối tiếp nhau đến không ngừng với bạn nữa về phương diện tài lộc của bạn tuổi sửu trong tuần mới này bản mệnh trong tuần tương đối là ổn định về phương diện tài lộc đầu tuần là khởi đầu tốt để cho bạn kiếm tiền và bạn tuổi Sửu có ý định ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh thì nên lựa chọn thời điểm này. Sau đó về cuối tuần, những cơ may về tài lộc với bạn có thể tan biến, chẳng biết lúc nào không hay. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, vận trình tình cảm của bạn đang có được các tinh trợ mệnh. Nếu như bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình duyên trời đã xia nhưng có nên đôi lứa hay là không thì còn phải xem lựa chọn tình cảm à, bạn dành cho đối phương của bản thân mình như thế nào cái đã từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 Vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy mong muốn của bạn tuổi dần đang có được tình yêu đẹp như trong mộng thì trong tuần này sẽ được thỏa nguyện của bạn. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính tới chuyện trăm năm nữa. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy, bạn đang có điểm báo hung tinh ngáng trở trong vận trình công danh sự nghiệp của bạn, tiểu nhân ganh ghét trước những thành công mà bạn tuổi dần đạt được. Tất cả trong tuần với bạn tuổi dần sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau bao nhiêu công sức mà bạn đã bỏ ra. Bạn mệnh có được sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được không có thành công nào là dễ dàng cả. Vì vậy, với bạn tuổi dần, cũng cần phải cố gắng để phát huy thế mạnh của bản thân mình nhiều hơn nữa. Tình hình tài chính của bạn tuổi dần trong tuần mới này lại không được ổn định cho lắm. Khi với bạn tuổi dần, trong trong tuần mới này, tiền vào hôm trước thì hôm sau đã bị hao tán. Bạn mệnh không có kế hoạch trong việc chi tiêu rõ ràng cho nên dễ bị lạm chi, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang có điểm báo phải đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh, sự nghiệp của mình. Hùng tinh chiếu mệnh, chủ về tiểu nhân xuất hiện đang nhâm nhi bảy mưu để quấy phá bản mệnh, lại thêm họa thị phi, uh, the kéo đến làm cho bạn tuổi mão dù không làm nhưng rất dễ phải chịu hàm oan nữa. bản mệnh tuổi mão mong muốn làm việc đạt được hiệu quả cao nhất nhưng lại gặp phải một số cản trở, hiệu quả công việc của bạn bị giảm sút nghiêm trọng và bạn tuổi mão cần phải tự sốc lại tinh thần làm việc của mình đi thôi. Mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua được nếu như bạn không ngừng cố gắng về phương diện tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần mới này với bạn tuổi mão lại khá may mắn khi liên tiếp có được người giới thiệu cho công việc này việc kia để tăng thêm thu nhập cho mình cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng nhưng với bạn tuổi mão cũng cần phải thận trọng vào cuối tuần để phòng có kẻ tiểu nhân nội tính xấu lợi dụng phá hoại bạn về mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi mão trong tuần mới này với bạn tuổi mão đang có được báo hiệu trong tuần mới này cái chuyện tình cảm khá chi là tốt đẹp. Vợ chồng có được sự hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới như vậy. Vì vậy với bà tuổi mão cũng cần phải biết vun đắm cho tình cảm của hai người nhiều hơn nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu đón nhận nhiều tin vui cắt lành khi trong tuần bản mệnh được cát tinh sôi chiếu, quân đường công danh sự nghiệp nhà đó mà cũng được suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều và thực ra với bạn tuổi thìn bạn đang rất cần tới sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu của mình đã đề ra đầu tuần là lúc cát khí vượng tài vận được vượng phát với bạn tuổi thìn nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền về tay chi trả cho những khoản chi tiêu cần thiết trước đó à, với bạn tuổi thìn bạn cũng cần phải giữ để tránh sự hao tài. Với bạn nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Về phương diện công việc của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, công việc của bạn có phần bận rộn, áp lực lớn khiến cho bạn tuổi thìn nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. Bạn mệnh có thể sẽ phải cần thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tín độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng có nản lòng mà bộ cuộc bởi mọi chuyện rồi sẽ dần dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình của bạn càng được khởi sắc. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn không có tiến triển nhiều. Với bạn tuổi thìn, bạn muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được yên bình. từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi tỵ bước sang tuần mới này xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu kiếm tiền không ít nhưng chi tiêu cũng chẳng phải là vừa với bạn tuổi tỵ bạn cũng cần phải tìm cách để hạn chế sự hao tài nếu không tiền kiếm được nhiều cũng không quản gì nữa đâu về con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này không khá khẩm được là bao. Bản mệnh tuổi tỵ có thể gặp phải những trở ngại do chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần. Và bạn tuổi tỵ bạn đang thiếu đi động lực để làm việc, phải chờ tới cuối tuần thì mới có thể khôi phục lại được phong độ của mình. May mắn là bước sang tuần mới này với bạn tuổi tỵ đang có được cắt tinh, dẫn đường chỉ lối cho bản mệnh, hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Từ đó giúp ích cho bạn nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như không biết cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ hơn mỗi ngày. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỷ trong tuần mới này vận trình không được thuận lợi cho lắm. Mối quan hệ giữa bạn và đối phương đang trải qua nhiều thử thách và bạn tuổi tỷ nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ lắm. Với bạn, để cho mình sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình bạn tuổi tỵ nhá Từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi ngọ xem từ vi chỉ ra rằng với bạn tuổi ngọ sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước. Cái nguồn tài lộc của bạn trong tuần mới này có được sự dồi dào từ đầu tuần với bạn tuổi ngọ đã tìm được nhiều cơ may để kiếm tiền làm giàu cho mình mọi chuyện đều được hanh thông thuận lợi trong công việc bạn tuổi ngọ thể hiện được quan điểm của mình, nhưng Chớ nên quá gay gắt. Bạn mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm tới những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng bạn tuổi ngọ nhé. Ngoài ra, bạn tử ngọa cũng cần phải chú ý có tiểu hao là hung tinh xuất hiện trong tuần, khiến cho tài vận của bạn có phần bị xa sút Có vẻ như bản mệnh sẽ hao hụt về tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, xong không cần phải mất mát quá nhiều tới mức phải rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Với bà tử ngọa, hãy giữ được tiền cho mình thì nên lên kế hoạch tiết kiệm là hơn. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, vận trình tình duyên của bạn khá yên bình, không có nhiều biến động lớn. Bạn mệnh biết cách để làm cho một nửa của mình cảm thấy tin tưởng, in lòng dù đôi bên có xa cách nhau đi chăng nữa. Và với bạn tuổi ngọ, bạn cũng nên biết thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021, vận trình của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, xem Tử Vi chỉ ra rằng với bạn tuổi mùi đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi cho bạn đưa ra những lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bạn mệnh tuổi mùi sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo và sáng suốt hơn trong tuần này với bạn tuổi mùi đang có điểm báo hung tinh xuất hiện chủ về sự yêu phiền phiền muộn ghé thăm với bạn tuổi mùi đang lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước còn đối với những bạn đang quần độc thân bị mọi người xung quanh dục xã đã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức được. Đầu tuần với bạn tuổi mùi, con đường tài lộc lại đang có được báo hiệu rất tốt tài lộc ào ào đổ về nhà. Bạn tuổi mùi có được sự khéo léo và nhạy biến trong chuyện làm ăn cho nên nắm bắt tốt được mọi thời cơ tới với mình. Tuy nhiên, bạn tuổi mùi cũng cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình. bản mệnh rất dễ mù quáng tin người, tin người và cuối cùng lại tự làm hại chính bản thân mình nữa con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong tuần mới này lại không có nhiều may mắn cho lắm với bạn đang có những nỗi phiền muộn khi cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình bạn mạnh cũng cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc và tập trung hơn vào công việc của mình có như vậy thì mới cải thiện được vận trình công danh sự nghiệp tốt hơn cho tương lai Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi thân bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đừng có vội vàng trong bất cứ việc gì, có những thứ bản mệnh, tin tưởng, mười, mười nhưng đến khi kết quả đạt được lại làm cho bạn bất ngờ sững sờ. Đầu tuần, với bạn tuổi thân có thể gặp nhiều thử thách nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu mới cho bản mệnh. Tuy nhiên, có thể thành công hoặc là thất bại là dựa vào bạn tuổi thân, bạn vẫn có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách. Về phương diện tình cảm thì lại có chút trầm lắng khi bạn tuổi thân không dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu như nội tại hai người đang có hiểu lầm thì nên thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm cách tháo gỡ vấn đề bạn tuổi thân nhé tuần mới này với bạn tuổi thân bạn mệnh không có gì đáng phải lo ngại tuy nhiên đôi lúc có xảy ra một số rắc rối không đáng có nếu như bạn tuổi thân không kiểm soát tốt thì cuối tuần là thời điểm có nguy hiểm nhất sẽ khiến cho bạn bị tổn thương Tuần này có những người khiến cho bạn tuổi thân cảm thấy bất ngờ vì bản thân của bạn đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng mà không hề hay biết. Bạn cũng cần phải rút ra kinh nghiệm cho mình để không dễ dàng chia sẻ những thông tin quan trọng cho bất cứ ai nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi giàu từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang tuần mới này, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn trong tuần hung cát đan xiên, bản mệnh công việc có sự bất ổn và cứ tưởng mình tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở, khiến cho bạn tuổi Dậu dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất đi vận may của mình con đường tài lộc của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này lại đang có được báo hiệu của sự hưng vượng với bạn tuổi Dậu có được nhiều cơ hội để phát tài thu về tiền bạc đầy tay cho nên chẳng lo túng thiếu trong tuần này đối với những bạn kinh doanh buôn bán làm việc tự do đầu tư sẽ vô cùng là thuận lợi theo đó mà tiền tài cũng tăng lên gấp bội phần tuần này đối với những bạn làm công an lương thì ngoài thu nhập chính của mình, còn có cả được nguồn thu nhập phụ. Tử vi trong tuần cho thấy, với bạn tuổi Dậu nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng có để cho cơ hội của mình trôi qua một cách đáng tiếc, bởi thời cơ tốt sẽ không phải lúc nào cũng đến với bạn. Các chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, vận trình tình duyên cũng đang có được báo hiệu có sự khởi sắc rực rỡ. Đối với những bạn đang còn độc thân á, dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó, nam mạng tuổi dậu, đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng đó là có được sự hôn nhân mỹ mãn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tốt, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi tốt á, thầy tử vi chỉ ra rằng con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được dấu hiệu khởi phát. bạn tử tuất có được nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mở cấp trên đưa ra. có những chuyện tưởng chừng như khó khăn nhưng khi bạn bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản và kết quả rất khả quan cho bạn nữa. bạn tử tuất cũng có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tuần này từ cả hai nguồn thu nhập chính và nguồn thu nhập phụ dù là người làm công ăn lương hay là những bạn kinh doanh buôn bán đầu tư làm nghề tự do thì có được thu nhập khá tốt không lo túng thiếu tuy nhiên bước sang tuần mới này với bạn tuổi tuất cũng có những mối nguy hiểm về hao tiền mất của chính vì thế bạn mệnh cũng cần phải đề phòng với bạn tuổi tuất chớ nên vội tin vào những lời mời gọi đường mật của những kẻ tiểu nhân nếu không muốn chính mình sẽ là người nhận lại thiệt thòi cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này phương diện tình cảm của bạn lại đang đứng trước nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim của mình rung động nữa có nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà vì vậy với bạn tuổi Tuất hãy cho bản thân mình thêm thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo hơn Từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang tuần mới này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng con đường công danh sự nghiệp của bạn không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt trong tầm kiểm soát. Bản mệnh đã biết cách thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc quản sao nhã nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong tuần mới này lại đang có điểm báo có xu hướng bị sụt giảm với bạn tuổi hợi cần phải xem lại cách chi tiêu của mình đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh trái tiếu trái túi bản mệnh tuổi hợi nên hạn chế việc mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này vận trình tình duyên của bạn chẳng được mấy êm đẹp. Với bà tuổi hợi nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng có vội cô đơn mà vội vàng lựa chọn bừa một ai đó. Cái điều này chỉ khiến cho bản thân của mình và đối phương cùng phải chịu tổn thương mà thôi. Ngoài ra, trong vận trình tuần mới này với bà tuổi hợi cũng đang gặp hung tinh chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi hợi đi lại ngoài đường nên cẩn trọng, chớ cố phóng nhanh vượt ẩu mà va chạm với người khác. Bên cạnh đó, đối với những bạn làm những công việc mà có mức độ rủi ro cao thì nên tập trung nhất là đối với những bạn làm việc về chân tay, có điểm báo, họa huyết quang, dễ gặp phải tai họa bất ngờ nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.